Thường á, khi mà mọi người mà đi đến cái điểm tham quan này thì mọi người không biết được cái đường đi xuống đường Hầm Hỏa Sa đâu. Và đây là cái điểm đặc trưng nhất của cái khu lịch này luôn. Đây là cái đường hầm tự nhiên có từ rất lâu rồi, trước năm 1975. Trong đây thì mình thấy là hơi tối, cho nên là bọn mình sẽ cố gắng đi đến mức có thể. Vậy anh vô trước. Chắc là sáng giờ đi nhiều say nắng rồi. Ai vậy? Con dốc này rất là êm các bạn. Nó uốn vòng như là chữ C luôn các bạn. Ở trên đây nhìn có thể thấy được đường ở bên dưới luôn. Thêm chữ một chữ C nữa là chữ S rồi các bạn. Quá trời. Đã dốc thiệt là đã luôn. Nãy vòng cung luôn. Ở đây là miễn phí vé tham quan, tuy nhiên là các bạn sẽ phải order nước ha. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tham quan với mọi người. Đường hoa đẹp ha. Hơi nắng mọi người ơi. Đây là điểm cao nhất của khu du lịch này các bạn. Vào trên nhìn xuống đẹp quá các bạn ơi. Các bạn thấy quán cà phê có cái mái màu tím không? Với có cổng trời á, rất là đẹp. Bông tím nè. Hoa đẹp quá trời luôn. Ở đây bên đây có một cái lối đi hình trái tim nè. Người ta đang trồng dây hồng leo á. Thời gian sau các bạn mà có đi á, thì chắc hồng này là nó sẽ thành bụi rất là đẹp. Bây giờ thì mình thấy là lưa thưa thôi. Thấy cái xương thôi. Cái khung khung xương á. Ở dưới miền Tây của tụi mình á thì nắng á, là mình rất là sợ. Tuy nhiên ở trên Đà Lạt á các bạn, ngày nào mà trời nắng á là người ta nói là ngày đẹp đó các bạn. Chúng ta xuống cận cảnh cái cánh đồng hoa màu tím rồi nè. Mi đi lối này nè. Lối này xuống trước đi. Quay ngược lên đẹp lắm.
không hái hoa hay là giẫm đạp. Những lối đi này được làm bằng tre các bạn. Đây chúng ta ở đây đi xuống dưới, chúng ta quay ngược lên chụp cái vườn hoa màu tím này là rất là đẹp. Từ ở dưới nhìn lên nè các bạn, thì các bạn có thể thấy ở phía bên đây nè, ô tím ha, cái con đường này đầy sắc màu luôn. Và bên đây là một cái mảng xanh nữa. Ô cái phong này rất là đẹp. Cái lối này mọi người giống như là mình có cảm giác như là mình đi lên cổng trời vậy mọi người. Không. Rất là cao. Hồng leo nè mọi người. Đấy, sau này mà quý anh chị và các bạn mà có đi á, thì hồng này nó leo tích cái khung này rất là đẹp. Mình đi bây giờ thì nó còn mới lắm. Hoa này mình không biết hoa gì nữa mà đẹp ha mọi người. Hoa cẩm tú cầu mọi người đẹp ha, nó có nhiều màu đó. Trắng, vàng và tím luôn. Đây mình có một cái bông cận cảnh nè. Ở đây mình thấy có một cái cây này với chị các bạn, trái nè. Ồ, cây trái xum xê luôn mà mình không biết đây là cái gì, cũng không biết trái gì nữa. Đâu để giới thử quê cận cho mọi người xem thôi. Ai biết trái này trái gì comment ở bên dưới giùm mình ha. Trông khá là đẹp á. Rất nhiều cái cây như thế này. Khu du lịch này còn phát triển rộng lắm mọi người. Còn đi xa tuốt ngoài kia luôn nè. Cho các bạn coi đường đi nè. Đấy, những cái đường này thì người ta chưa gạo. Mình đi thử xem coi ở cuối đó nó có cái gì. Lỡ đi rồi, đi cho hết. Ở đây là điểm cuối rồi, chắc cũng không có gì. Ok thì chúng ta quay lại nha. Ở đây á, khi mà các bạn order thức ăn hay là nước á, các bạn chọn là đi tham quan trước rồi các bạn hãy kêu người ta đem ra. Tại vì nếu mà các bạn gọi nước trước á, các bạn để đó rồi các bạn đi tham quan về á, thì đá hay là nước nóng thì nó nguội hết rồi, không còn ngon nữa. Cho nên giữ cái bill lại một lát thì chúng ta đi tham quan xong hết rồi chúng ta sẽ quay trở lại đưa cái bill kêu người ta làm nước, thì khi đó uống mới là ngon nha các bạn. Còn bên dưới này chúng ta chưa đi nè. Ok thì chúng ta sẽ đi cho hết luôn nha. Ok bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đi theo cái lối này. Chúng ta đi theo cái cô gái Afghanistan ở trước mặt đó các bạn. Cô đó tên là My, người Afghanistan nhưng mà là tên tiếng Việt. Đi xuống đó luôn. Đi đến đây thì mình thấy ở phía bên tay phải của mình nè, có một cái lối đi nữa. Mình đi tham quan hơi xa cho nên là hình như là không có ai đi xuống lần này hết trơn. Mình sẽ đi thẳng xuống coi phải cái đường hầm quá xa là đi đường này không ha. Lối đi trên đây cũng đẹp mọi người. Mọi người nghe không? Tiếng ve sầu và tiếng những cái con bọ cánh cứng. Ha ha ha.
Ở đây mình thấy có cây cà phê các bạn. Cây cà phê này khá là thấp các bạn, mà trái nhóc trơn nè. Đẹp. Cái cây này mà có nhà trồng vô một cái chậu bonsai khá là đẹp luôn. Ok, bây giờ chúng ta tiếp tục đi lên thôi mọi người. Ở đây nhìn thấy được quán cà phê mái tím rồi nè. Bên góc đó có con chó, nó thấy nó sủa mình ghê quá. Đi theo lối này thì chúng ta quay trở lại cái khu vực bông mà mới nãy chúng ta tham quan ở trên đó đó. Đi nãy giờ luôn rồi, thật sự là mình tìm hoài không thấy đường hầm hỏa xe ở đâu các bạn ơi. Có lẽ là mình sẽ tìm một ai đó để mà mình hỏi mới được. Đây là lối đi lên trở lại quán cà phê. Ở phía bên đây mọi người là vườn hoa giấy á, nhưng mà còn nhỏ chưa có hoa. Mình đã hỏi được đường đi xuống đường hầm hỏa xa rồi mọi người, bây giờ thì chúng ta sẽ đi xuống đó thôi. Chúng ta lại phải đi xuống theo cái cầu thang bảy sắc cầu vồng. Đây là lối đi vào đây mọi người. Đó. Thường á, khi mà mọi người mà đi đến cái điểm tham quan này thì mọi người không biết được cái đường đi xuống đường hầm hỏa xa đâu. Và đây là cái điểm đặc trưng nhất của cái khu lịch này luôn. Đây là cái đường hầm tự nhiên có từ rất lâu rồi, trước năm 1975. Trước mặt mình rồi các bạn. Ok, chúng ta sẽ vào nha. Mình đang đứng đợi cô gái ấp Ba Cái Tăng đi lại. Đấy. Cái cô này là người ấp Ba Cái Tăng á các bạn. Mình quen được ở Việt Nam. Rồi. Đây, chúng ta bắt đầu đi vào bên trong của đường hầm đây. Trong đây thì mình thấy là hơi tối, cho nên là bọn mình sẽ cố gắng đi đến mức có thể. Vậy anh vô trước. Không sao đâu, mình thấy bên kia có ánh sáng nè. Mi sợ chứ mình không có sợ. Vô quay cho mọi người xem. Đây mọi người có thể nhìn thấy được hai bên đó mọi người. Cái vách nè. Đó. Đường hầm này là hồi đó là ga xe lửa đó mọi người. Nhưng mà chúng ta may mắn là chúng ta đi vào cái thời tiết ở đây khô ráo. Chứ mà mọi người đi mà trời mưa ở đây ướt nhẹp à. Cái bên đó thì nó có một cái rãnh thoát nước nhẹ. Chúng ta cứ đi thẳng coi coi ra tới ngoài đó nó như thế nào nhé. Có một số bạn đi đến cuối cái con đường trước mình. Bên đó có một cái lối ra. Ở đây chúng ta có thể nhìn thấy ánh sáng đầu vào nè mọi người thấy không? Đó, bây giờ Mimi bắt đầu hết sợ rồi. Đi theo rồi kìa. Thường đây là một cái bệnh tâm lý mọi người. Đi du lịch hay đi phượt gì đó thì phụ nữ thì rất ngại đi vô mấy chỗ tối như thế này. Hồi nãy thấy mình đi ok rồi, giờ đi theo bình thường. Còn sợ không? Còn hơi sợ. Nhìn mặt quê kìa, nè, mặt quê nè, thấy không sợ. Có cái đường vậy có gì đâu mà sợ. Và đây là đoạn cuối của cái đường hầm.
đang đứng đợi tới lượt của mình. Phải theo thứ tự, ai đứng trước thì chụp trước. Đi đi. Ở trong đường hầm này các bạn, thì những cái phông của mấy cái dắt này nè các bạn, thì các bạn có thể chụp hình mà mấy cái kiểu xưa xưa đó. Sau đó các bạn chỉnh màu lại rất là đẹp, chỉnh theo cái màu xưa cổ. Trong đây nói chuyện chắc nó lộng, mình thấy gió nó vô cũng dịu nhẹ lắm mọi người. Trời cũng dần chiều rồi mọi người à, mọi người thì cũng đi về hết rồi. Hai đứa mình là ở lại tới cuối cùng luôn á. Mà tự nhiên có cảm giác mệt mệt. Chắc là sáng giờ đi nhiều say nắng rồi. Ai vậy?